phẩm loa của Đức là anh đã chưa? Và với sản phẩm loa của Đức này thì em tối ngày hôm qua có 10 đôi, thì đến giờ phút này là các bác đã chốt hết rồi. Thông báo với các bác nha, có một bác khách chốt là 4 đôi, một bác lấy 2 đôi, còn lại các bác lấy 1 đôi thì xin hỏi các bác em bay có nhanh không ạ? Rất là nhanh. Sản phẩm này thì em bán với giá 1.800.000, giá cực kỳ là tốt. Thông báo với các bác em đang có mã lưỡi cũng 3G, bát 20 cũng 2 tép này, nhưng mà đòi lưới sắp, giá em cũng bán 1.800.000 thôi. Đấy, sau em sẽ lên sóng với các bác. Vâng, đối với cặp loa này em test thử đại diện một cặp thôi. Em sẽ trả đơn các bác là 10 đôi hết lô nhá. Vâng, xin tạm dừng ở đây. Em xin cảm ơn các bác và em sẽ lên sóng cái cặp loa 3G cũng bát 20 và hai loa tép hai bên. Đấy, đòi lưới sắt. Các bác có nhu cầu về dòng loa 3G đời lưới sắt hai tép hai bên, hãy liên hệ với em theo hai số máy trên tấm biển kia, với giá cũng chỉ 1.800.000 thôi. Cảm ơn các bác và anh em.